Gần trăm người gốc Việt bất chấp mưa gió tổ chức biểu tình phản đối trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc vào Việt Nam tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ để phản đối hành vi gây hấn của chính quyền Bắc Kinh tại khu vực bãi Tư Chính mà Việt Nam tuyên bố thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình, đồng thời yêu cầu Hà Nội kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Cuộc tuần hành lần này được tổ chức vào ngày thứ Sáu 23 tháng 8, chứ không phải cuối tuần như những cuộc biểu tình thường thấy của cộng đồng người Việt. Ban tổ chức cho biết muốn thông điệp của mình được truyền đạt trực tiếp tới những cán bộ ngoại giao đang làm việc tại tòa đại sứ. Chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình này để nói lên cái tinh thần cương quyết chống mọi sự xâm lược của tàu cộng đang làm khó dễ và đang âm mưu toan xâm chiếm vùng biển của Việt Nam. Cuộc biểu tình thu hút được sự tham gia của gần 100 người, trong đó có nhiều bậc cao niên, bất chấp trời mưa nặng hạt. Thời tiết chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì khi mà đồng bào con dân Việt đã quyết tâm thì dù trời mưa, trời tuyết thì bà con sẵn sàng làm bổn phận của mình. Chắc chắn là những người con dân Việt Nam trong nước, ngoài nước, nhất là trong nước thì bị Cộng sản đàn áp không cho lên tiếng. Thì ở ngoài này chúng tôi có trách nhiệm phải lên tiếng để mà chống tàu cộng. Trước Đại sứ quán Trung Quốc, đoàn người biểu tình dương các biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút khỏi bãi Tư Chính của Việt Nam và chấm dứt chính sách bắt nạt mà chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn áp dụng lên quốc gia láng giềng phương Nam. Dạ, mong cho chúng nó đừng có ăn hiếp Việt Nam nữa và đuổi cho nó ra khỏi nước Việt Nam. Hà Nội phải có một phản ứng chính đáng về vấn đề Trung Quốc xâm lấn nước của chúng ta, phải bảo vệ những cái tài nguyên của chúng ta. Ta quyền cho con, ta còn tiếp tục làm người. Sau đó, đoàn di chuyển bằng xe buýt qua Đại sứ quán Việt Nam. Tại đây, những người biểu tình mang theo thông điệp yêu cầu chính quyền Hà Nội có những động thái cứng rắn chống sự xâm lấn của Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho người dân trong nước cất tiếng nói bày tỏ thái độ chống nhà cầm quyền Bắc Kinh. Lái kiện tàu cộng ra tòa quốc tế, lại có kiện ra tòa quốc tế mới có tiếng nói một cách rõ ràng. Mảnh đất của cha ông chúng ta, những cái vùng lãnh thổ đó là thuộc về Việt Nam. Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh và kết thúc khi trời bắt đầu chuyển mưa lớn.